Và bây giờ như thường lệ chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận nha. Rồi, Nga đóng ống dẫn khí đốt là bao nhiêu phần trăm? Anh cho biết thêm. Nga không đóng, nhưng mà Nga đòi trả bằng đồng rúp. Nước nào không trả thì cúp. Vậy thôi chứ không phải là Nga đóng toàn bộ khí đốt cho ông dầu. Nga tuyên bố là họ đòi hỏi những quốc gia nào mua khí đốt của họ là phải mở tài khoản tại ngân hàng trung ương của Nga, dùng Mỹ kim và đồng euro để mua đồng rúp để chi trả cho chuyện này. Nước nào không làm thì họ cúp, chứ không phải là họ cúp toàn bộ cái nguồn khí đốt của Âu Châu. Phải hiểu rõ bản tin như vậy nha, chứ không phải là Nga tuyên bố là cúp toàn bộ, mà chỉ là những quốc gia nào Nga xem là thiếu thân thiện thì phải trả bằng đồng rúp, và nếu không trả thì sẽ không có khí đốt. Thế thôi, có nghĩa là nước nào trả thì nước đó vẫn được tiếp tục cung cấp khí đốt, nước nào không trả thì Nga cúp. Chứ không phải là Nga cúp toàn bộ 40% cái lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho Âu Châu nha. Rồi tiếp tục, wow. Ngày đóng ống dẫn dầu của Nga đồng nghĩa Nga xóa sổ độc tài phát xít Putin ngay lập tức. Tình hình thế giới ủng hộ Ukraine và đặc biệt Mỹ đang viện trợ điều kiện về quân sự. Với điều kiện tất cả các quốc gia trên thế giới đều đáp ứng cái lệnh cấm vận này. Còn nếu không quý vị, ống dẫn khí đốt và dẫn dầu của Nga sẽ không bị đóng. Nó sẽ được chuyển từ nơi này qua nơi khác. Nó sẽ được chuyển từ Âu Châu qua Trung Quốc, nó sẽ được chuyển từ Âu Châu qua Ấn Độ, nó sẽ được chuyển từ Âu Châu qua Việt Nam và kể cả Brazil. Nếu những quốc gia này vẫn tiếp tục mua khí đốt của Nga, thì việc mà Âu Châu cấm vận khí đốt với Nga, họ chỉ bị thiệt hại chứ Nga không thiệt hại. Bởi vì các quốc gia tôi vừa nêu danh là những quốc gia đang khát năng lượng nhất, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. Do đó, trừ khi là các công ty và các quốc gia này cũng bị trừng phạt tương tự như Nga, thì lúc đó lệnh cấm vận mới hữu hiệu. Còn nếu không sẽ không hữu hiệu. Và bây giờ Nga đe dọa tới luôn cả cái phần gọi là lương thực luôn quý vị. Nga và Ukraine chiếm 25%, tức là 1/4 quý vị, cái nguồn lúa mạch trên toàn cầu. Cuộc chiến của Nga và Ukraine đã khiến cho ảnh hưởng tới cái nguồn xuất cảng này. Bây giờ Nga tuyên bố là chỉ xuất cảng trong thị trường nội địa và những quốc gia thân hữu của Nga. Có nghĩa là những quốc gia khác sẽ mà bị nằm trong danh sách gọi là không thân thiện sẽ không được cấp lúa mạch. Có nghĩa là bây giờ tới phiên cái vũ khí về lương thực của Nga đã sử dụng luôn rồi. Và điều này sẽ gây ra một cái cơn khủng hoảng lớn về lương thực trên toàn cầu. Lương thực trên toàn cầu từ năm 1999 thì đã được báo động là mỗi năm đều thiếu hụt. Và từ năm 1999 tới bây giờ, và bây giờ trong một năm qua thì tình trạng thiếu các cái nguồn cung cấp và các cái thiết bị cũng như năng lượng dẫn tới tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng hơn. Bây giờ nếu mà Nga tuyên bố là không xuất cảng năng lượng lương thực của họ qua những quốc gia khác, thì quý vị, điều này nó sẽ làm cho cái tình trạng khủng hoảng về lương thực xảy ra. Có nghĩa là giá cả lương thực có thể còn cao hơn, nhanh hơn cả giá cả năng lượng. Năng lượng thiếu thì cũng còn thắt lưng buộc bụng được. Còn nếu mà lương thực mà thiếu một cái rồi quý vị, chỉ có nước là chết, chờ chết thôi. Bây giờ Nga tuyên bố như vậy luôn thì chưa biết là phía của Âu Châu sẽ như thế nào. Có nghĩa là Nga tung cái tin này ra trước khi mà Âu Châu nhóm họp. Tại vì ngày thứ ba và ngày thứ tư, Liên hiệp Âu Châu nhóm họp và trong đó đã có nhiều ý kiến đòi cấm vận nguồn khí đốt của Nga và dầu khí từ Nga. Tức là họ đã đề nghị một lần nữa với Liên hiệp Âu Châu rồi. Tuy nhiên, có lẽ có vẻ như là kỳ này có thể sẽ thông qua được cái việc cấm vận đó quý vị. Ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng của Đức cũng lên tiếng luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng là Âu Châu đã bắt đầu có thái độ cứng rắn sau cái biến cố ở Bucha. Và biến cố ở Bucha thì ngày mai tôi sẽ có một cái chương trình Houston Nhật Ký để nói về cái biến cố này. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái biến cố này có bị khối Tây Phương thổi phồng hay không. Tại vì cái tình trạng này nó đã từng xảy ra trong quá khứ nha quý vị. Rồi tiếp tục, Putin không có bom và vũ khí nguyên tử thì Putin có dám thách thức cộng đồng quốc tế ăn cướp nước Ukraine không? Ok, thật sự quý vị, Putin giống như là cảnh báo của ông Wesley Clark là cựu tư lệnh chỉ huy của NATO. Ông nói đúng, Putin muốn khống chế toàn bộ Đông Âu, không phải chỉ có Ukraine, sắp sửa tới các quốc gia vùng Baltic. Và sau các quốc gia vùng Baltic thì Putin sẽ liên kết với lại Serbia, đồng minh của ông ta, là sẽ khống chế vùng Balkan luôn nữa. Có nghĩa là Putin sẽ tái lập lại cái lãnh thổ của ông ta theo một kiểu mới.
tức là không phải là Nga chiếm lĩnh những quốc gia này, nhưng Nga sẽ để cho những cái chính quyền bù nhìn hoặc là thân hữu của ông ta sẽ cai trị ở những khu vực này một cách vĩnh viễn. Coi như là đám Âu Châu sẽ bị teo lại, tức là khối Tây Âu sẽ bị teo lại. Khu vực Balkan nằm ở phía Nam và khu vực Baltic nằm ở phía Bắc của Âu Châu. Cả hai khu vực này đều là cái chiến lược rất quan trọng. Và khúc ở giữa thì họ lại có Ukraine và kể cả Belarus. Thì quý vị, coi như là ông Wesley Clark nói rất đúng. Có nghĩa là Putin sẽ khống chế toàn bộ khu vực Đông Âu, nếu như mà khối Tây Âu vẫn tiếp tục nhượng bộ và lùi. Tôi nói quý vị rồi, cuối cùng là có lùi đi nữa cũng sẽ đối đầu với Putin một trận về quân sự. Bởi vì tôi nói quý vị, tham vọng của Putin và cái thế của ông ta bây giờ không thể dừng lại được và không thể dừng cuộc chiến ở Ukraine được. Ông ta sẽ tiếp tục mở rộng cuộc chiến. Tôi nói quý vị, dù có chiếm được Ukraine hay không, ông ta vẫn mở rộng cuộc chiến qua các quốc gia khác luôn. Đó là điều mà tôi thấy được từ phía của Putin nha. Rồi tiếp tục. Nếu Putin sử dụng vũ khí nguyên tử trước Ukraine thì tội ác đến với đất nước Nga đầu tiên. Thì tôi nói quý vị, nước nào sử dụng vũ khí nguyên tử ở giai đoạn này, nước đó bị diệt chủng trước. Do đó Putin chưa sử dụng tới, mặc dù ông ta đặt các đơn vị nguyên tử trong tình trạng báo động. Nhưng bây giờ ông ta đang dùng những thứ vũ khí khác, mà những thứ vũ khí đó nó gây xào xáo cho cộng đồng quốc tế nhiều hơn là vũ khí nguyên tử, lương thực và năng lượng. Hai thứ vũ khí này Putin chơi một hồi đó là quý vị thấy là thế giới bắt đầu có lủng củng rồi. Chưa cần tới vũ khí nguyên tử đâu. Có điều là điều duy nhất mà NATO bây giờ có thể làm là, tôi nói thiệt, cái giải pháp duy nhất của họ bây giờ là chấp nhận Ukraine làm thành viên, đưa quân vô trận Nga liền. Thì mới ngăn chặn được cái tham vọng của Putin. Còn nếu như không, họ vẫn sẽ bị Putin chủ động. Họ rơi vào thế bị động. Càng nhịn càng lui thì càng rơi vào thế bị động. Putin càng chủ động thì ông ta càng có thế hơn. Do đó, nếu mà NATO vẫn tiếp tục cái chiến lược như bây giờ, thì tôi bảo đảm với quý vị là trước sau gì, Putin cũng sẽ mở rộng cuộc chiến. Còn nếu ngay bây giờ nhận Ukraine vào làm NATO, thành viên của NATO, đưa tất cả lực lượng quân sự của 30 quốc gia vào Ukraine, thì tình hình sẽ khác đi. Mặc dù nó sẽ là cuộc đại thế chiến, nhưng mà ít nhất là sẽ ngăn chặn được cái tham vọng của Putin và ngăn chặn được cái sự gọi là thống trị của Putin ở khu vực Đông Âu, và có thể triệt tiêu được vĩnh viễn cái tham vọng đó của Putin. Còn nếu như bây giờ tiếp tục lùi thì tôi nói với quý vị, chỉ cung cấp vũ khí thôi thì trước sau gì quý vị, cuộc chiến này cũng sẽ mở rộng. Tôi chắc chắn với quý vị luôn á. Ok. Rồi tiếp tục. Thấy sự tàn bạo của Nga, ngoại ô Kiev tàn sát dân chúng Ukraine làm ăn gì thất bại về chính sách gì vậy? Về chính trị, thất sách của chiến tranh, bất cứ cá nhân hay quốc gia nào đều nhớ tới Hitler thế giới đệ nhị thế chiến, hôm nay là Putin. Chưa chắc. Tại vì Putin là nhân vật thứ ba trong cái thứ hai. Nhân vật thứ hai đã từng bị, mà trong cái bài Hilton nhật ký vào ngày mai tôi sẽ làm đó, là Milosevic, cựu tổng thống của Liên bang Nam Tư. Ông ta là nhân vật số 2 đã được vẽ lên cái hình ảnh là một Hitler thứ hai. Putin là Hitler thứ ba. Ok. Chuyện này như thế nào thì tôi sẽ giải thích trong cái Hilton nhật ký cho quý vị nghe nha. Rồi, với Nga lúc này Âu Châu không thể lùi bước, giải quyết một lần với Nga cho xong. Dạ. Yeah. Tôi đã nói rồi, là mạnh mẽ cứng rắn thì Âu Châu giữ được thế. Còn nếu như mà tiếp tục lùi và tiếp tục nói, ôi chúng tôi chỉ hỗ trợ về quân sự, chúng tôi sẽ không can chiến trực tiếp, thì tôi bảo đảm với quý vị, họ không né được. Khi mà Putin bắt đầu đe dọa tới các quốc gia của NATO trong vùng Baltic, thì lúc đó NATO làm cách nào? Estonia, Latvia và Lithuania là ba quốc gia vùng Baltic nằm trong liên minh NATO. Nếu Nga uy hiếp tới ba quốc gia này, NATO cũng phải xuất quân thôi. Đâu thể lùi nữa. Tại vì Joe Biden đã tuyên bố, John Stoltenberg đã tuyên bố mà, không để cho một inches nào của là thành viên NATO bị Nga xâm lăng. Thì bây giờ ba quốc gia nhỏ đó là ba quốc gia thành viên của NATO đó, mà nó có đường biên giới trực tiếp với cả Belarus và Nga luôn. Lúc đó quý vị, Putin mở rộng cuộc chiến ở trên đó thì như thế nào? Ukraine là mảnh đất lớn, Putin còn khó khăn. Đối với ba quốc gia nhỏ này, Putin nuốt rất dễ dàng, mặc dù lực lượng NATO đang có mặt ở đây. Thì quý vị, vấn đề ở chỗ là
Âu Châu còn tiếp tục cái kiểu này và NATO còn tiếp tục kiểu này, họ cũng không tránh được một cuộc chiến với Putin. Thì tại sao không làm từ bây giờ? Hay là muốn câu giờ cho Nga sa lầy vào trong cái cuộc chiến tại Ukraine rồi mới bắt đầu khởi binh? Làm vậy cũng được, nhưng mà có điều là gì? Lúc đó quý vị, dân Âu Châu sẽ bị gánh thiệt hại. Dân Âu Châu sẽ bị gánh thiệt hại. Bởi vì các lệnh trừng phạt đó không những ảnh hưởng tới Nga mà ảnh hưởng luôn cả dân Âu Châu nữa. Nếu NATO tiếp tục chơi cái chiến thuật gọi là đợi cho Nga suy yếu hoặc là sa lầy vào cuộc chiến Ukraine mới đưa quân vào. Nếu NATO chơi cái chiến thuật này thì không không có gì sai cả, vì chiến thuật quân sự nó là như vậy. Nhưng mà dân Âu Châu sẽ lãnh một cái hậu quả trong giai đoạn này rất lớn chứ không phải nhỏ đâu quý vị nha. Rồi tiếp tục, Trung Quốc next trừng phạt vì Trung Quốc tấn công vào quân sự mạng, tấn công mạng vào quân sự Ukraine trước khi Nga xâm lược, bằng chứng đã có. Thì bây giờ mới chỉ là những bản báo cáo, nhưng trong bản báo cáo quý vị nên nhớ, đó là những tay hacker do nhà nước Trung Quốc bảo trợ, chứ không phải là do nhà nước Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo. Cho nên bây giờ quý vị, bằng chứng đó vẫn chưa đủ. Tình nghi là nhà nước Cộng sản Trung Quốc bảo trợ cho những hacker này thôi. Mặc dù chúng ta biết tổng những đám hacker này là tình báo Hoa Nam không, chúng ta biết rõ ràng, nhưng mà bằng chứng đưa ra họ chỉ nói là những hacker được nhà nước Trung Quốc, Cộng sản Trung Quốc tình nghi bảo trợ thôi. Thì quý vị, bằng chứng vẫn chưa đủ. Có điều là lần này Bắc Kinh cũng hơi nhỡn, tại vì Joe Biden và Âu Châu đã đe dọa. Ngày hôm qua Âu Châu cũng đã đe dọa, nếu Trung Quốc mà phong tỏa đường bay của Đài Loan thì tới phiên Âu Châu trừng phạt Trung Quốc. Nếu Trung Quốc đi cái hướng gọi là không có xâm lấn nhưng mà phong tỏa đường bay của Đài Loan thì lúc lại khác. Trong lúc ngày hôm qua, ngày cuối tuần qua thì Hoa Kỳ và Đài Loan đã thảo luận trên việc mà đưa Đài Loan gia nhập vào các tổ chức trên thế giới. Trong đó quý vị, thứ nhất là Tổ chức Y tế Thế giới, thứ hai là Văn phòng Cảnh sát Quốc tế, và thứ ba là Tổ chức ICAO. Tổ chức ICAO tức là cái Hiệp hội Hàng không Quốc tế nằm dưới sự quản trị của Liên Hợp Quốc. Thì quý vị, Hoa Kỳ đang vận động và Trung Quốc thì đang manh nha là phong tỏa tất cả các cái chuyến bay của Đài Loan. Do đó Âu Châu ngày hôm qua lên tiếng cảnh cáo. Phong tỏa tức là họ sẽ không để cho Đài Loan, họ sẽ ép những quốc gia nào không chấp nhận những cái chuyến bay của Đài Loan. Đại khái như vậy. Tức là họ tìm cách phong tỏa các cái chuyến bay của Đài Loan về dân sự. Do đó Âu Châu tuyên bố nếu Trung Quốc đi cái hướng này thì Âu Châu sẽ trừng phạt Trung Quốc bằng kinh tế. Đó là cái lời đe dọa từ phía Âu Châu đó quý vị nha. Rồi, thực tế những điều gì Hoa Kỳ đang làm để chống lại những gì Nga đang làm chỉ là củng cố cho Nga xích lại gần Trung Quốc. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là bây giờ Trung Quốc có tiếp cận Nga hay không? Họ vẫn nhận lợi lộc từ phía Nga. Nhưng bây giờ họ cũng e ngại chính họ cũng trở thành một thứ giống như Nga, tức là sẽ bị cấm vận. Đúng, Nga đang tiếp cận gần lại với Trung Quốc. Nhưng mà ngược lại, thì quý vị, Trung Quốc vừa nhận năng lượng của Nga, vừa nhập khẩu cả kim loại và kể cả lương thực của từ Nga. Nhưng Trung Quốc vẫn giữ một khoảng cách. Bởi vì đó, bằng chứng là ngày hôm nay công ty Sinopec đã ngưng lại tất cả các cái dự án khai thác về năng lượng với lại Nga ở Siberia rồi. Điều này cho thấy rằng là Bắc Kinh đã bắt đầu giận. Tại vì họ feel được tới phiên họ bị cấm vận. Mà nếu mà họ bị cấm vận thì cái tác hại không giống như Nga. Tác hại của Nga là về lâu dài, Nga sẽ bị tác hại rất lớn. Nhưng mà tác hại của Trung Quốc là ngay lập tức. Bởi vì mặt hàng chính của Trung Quốc không phải năng lượng. Mặt hàng chính của Trung Quốc xuất cảng ra thế giới là nhiều mặt hàng khác nhau. Nhưng mà không có năng lượng. Không có năng lượng, không có lương thực. Những mặt hàng Trung Quốc sản xuất đa số về kỹ thuật nhiều. Họ sẽ bị tác động ngay lập tức. Do đó quý vị, Bắc Kinh phải cân nhắc rất cẩn thận nha. Rồi, sự mắt nhắm mắt mở của Tập Cận Bình với Nga mong rằng lãnh đạo cánh tả thế giới hành động sớm hơn với hai con bạch tuộc này. Tôi nói với quý vị, đám cánh tả quý vị đừng hy vọng họ. Họ sẵn sàng thỏa hiệp. Họ sẵn sàng thỏa hiệp để mua được cái giai đoạn hòa bình trước mắt được vài năm. Đó là cái cách của cánh tả và nó đã xảy ra. 2004 ở tại Chechnya, 2008 ở Georgia, 2014 ở Crimea, bây giờ 2022 ở ngay toàn lãnh thổ của Ukraine.
Chứng tỏ là những cái thỏa hiệp nó chỉ mua được giai đoạn ngắn thôi, nó không giải quyết toàn bộ vấn đề. Tôi nói quý vị rồi, cuối cùng mà muốn giải quyết dứt khoát vấn đề là phải đi đi hết con đường. Mà đi hết con đường quý vị có thể gọi đó là đệ tam thế chiến. Nhưng mà chẳng thà có một cái đệ tam thế chiến để tái lập lại toàn bộ cái trật tự trên toàn cầu, còn hơn bây giờ nó lủng củng khắp nơi hết. Từ Trung Âu, từ Trung Đông qua Âu Châu cho tới khu vực ở Phi Châu, thậm chí sắp sửa tới khu vực Á Châu nữa. Nó sẽ tiếp tục lủng củng, nó sẽ tiếp tục có những cuộc xung đột. Nếu vẫn đi theo cái hướng gọi là thỏa hiệp, tôi nói thỏa hiệp không có lợi, chỉ có lợi cho những kẻ đương thời thôi, chứ nó không có lợi cho dân chúng trên toàn cầu. Hai cái khác nhau nha quý vị. Rồi, cả Âu Châu lần này thay lãnh đạo một quốc gia cứng rắn với Trung Quốc, rồi còn lại Việt Nam người dân không muốn Trung Quốc vô, nhưng kẻ cai trị thì ngược lại, đi ngược lại lòng dân Việt Nam. Thì tôi nói với quý vị, đừng có nhắc tới Việt Nam trong cái giai đoạn này. Tại vì chúng ta đã thấy rõ, Cộng sản cũng y chang Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố không đứng về phía nào trong cuộc chiến của Nga và Ukraine, nhưng trên thực tế, Bắc Kinh đã đứng về phía Nga. Toàn bộ cái hệ thống truyền thông của Bắc Kinh đã lên tiếng binh vực cho Nga. Cộng sản Việt Nam cũng vậy, họ tuyên bố rằng là không đứng bên này chống bên kia, là một thế giới đa phương, nhưng trên thực tế họ đứng hẳn về phía Cộng sản Trung Quốc. Trên thực tế họ đứng hẳn về phía Cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, nhắc tới Việt Nam cũng vậy thôi. Bây giờ cái quan trọng nhất là chúng ta xem coi kỳ này đám NATO có đủ cứng rắn hay không. Tại vì khi NATO đủ cứng rắn, có thể chấn chỉnh được nhiều thứ trên toàn cầu, kể cả khu vực Á Châu. Và sẽ buộc tất cả những chế độ độc tài toàn trị phải cẩn thận nếu mà họ muốn đe dọa những quốc gia khác, hay là họ có những cái hành động được xem là vi phạm quy tắc của cộng đồng quốc tế. Còn lần này nếu NATO tiếp tục nhường, thì những quốc gia độc tài toàn trị như Cộng sản Việt Nam hay là Cộng sản Cuba hay là Hun Sen của Campuchia, quý vị, nó sẽ được nước làm tới. Nó thấy rằng là thấy chưa? Cái đám kia dám làm gì Putin đâu. Nó lấn tới đâu né tới đó rồi. Cái thất bại của NATO là không đủ cứng rắn với Nga trong giai đoạn này. Trong khi đó, họ cần không những là chặn đứng cái tham vọng của Putin ở tại khu vực Âu Châu, mà còn chặn đứng rất nhiều những chế độ độc tài toàn trị khác. Nhưng mà đám đám NATO giống như tôi nói, họ đã bị chính trị hóa, trở nên hèn hạ. Trước đây lực lượng NATO là một cái bình phong lớn, giới quân sự của NATO là cái bình phong lớn ngăn chặn được chủ nghĩa cộng sản, đe dọa tới những cái xã hội dân chủ tự do. Nhưng kể từ khi khối cộng sản sụp đổ, NATO bị chính trị hóa, thì quý vị, giờ đây NATO rất suy yếu. Rất suy yếu trong cái chính sách. Lực lượng quân sự của nước nào cũng đã mạnh cả. 30 nước trong NATO đều là những quốc gia có nền quân sự đứng đầu thế giới không? Nhưng mà tại sao không đủ khả năng để đối đầu với Nga? Bởi vì những kẻ nắm ở headquarter, tức là bộ tổng tham mưu, là những kẻ chính trị, chứ không phải là những nhà quân sự thật sự. Họ chỉ là những kẻ chính trị, họ bị chính trị chi phối, cái gì cũng nghĩ tới chuyện gọi là mua cái hòa bình trước mắt không. Họ không nghĩ tới cái giải pháp lâu dài. Và chính điều này làm cho NATO bị suy yếu và bị chia rẽ đó quý vị nha. Rồi tiếp tục, Cộng sản Trung Quốc đang lo sợ trước những người cầm quyền tại Philippines có xu hướng chống Cộng sản Trung Quốc. Lần này kể cả đồng minh của Duterte, là ông Ferdinand Marcos Jr., là nhân vật được mô tả trước đây là thân Trung Quốc. Và bây giờ chính ông ta mỗi lần xuất hiện trong các cuộc rally đều cứng đều dìu đều đưa ra những cái chính sách diều hâu cứng rắn với Trung Quốc hết. Cho nên chính đích thân Vương Nghị phải bay tới Philippines để gặp gỡ với lại ngoại trưởng Philippines để khuyến cáo là đừng làm xáo trộn chính sách mối quan hệ giữa hai nước. Rõ ràng là kỳ này Philippines có sự thay đổi quý vị, và Nam Hàn đã thay đổi rồi, đảng cánh hữu đã thắng rồi, và bây giờ tới Philippines, bất kỳ nhân vật nào ra thắng thì cũng phải có một cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Thì quý vị, bởi vì dân Philippines chịu không nổi rồi, họ đã dùng lá phiếu của họ áp lực những ứng cử viên tổng thống. Anh nào muốn tôi bỏ phiếu thì anh đó phải cứng rắn với Trung Quốc. Dân Philippines đã chọn lựa.
Vấn đề còn lại là giới lãnh đạo Philippines bây giờ là họ phải nghe theo cái lá phiếu thôi, nếu không tôi là họ thất cử. Nếu không cao giọng chống Cộng sản Trung Quốc, họ sẽ bị thất cử. Thì quý vị, tình hình chính trị của khu vực Á Châu nó tương đối có một màu sắc tích cực hơn khi mà thay đổi những chính quyền ở đây. Khi thay đổi những chính quyền ở đây thì nó là cứng rắn với Trung Quốc, là Bắc Kinh lại phải đối phó với nhiều thách thức hơn nha. Rồi tiếp tục, xem chừng như Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc đang sống lại những ngày cuộc bầu cử tại hai quốc gia này. Là sao không hiểu? Hai quốc gia là Serbia với Hungary hả? Dạ. Tôi không ngờ họ đã biến thể từ cái chủ nghĩa Cộng sản qua chủ nghĩa độc tài. Họ đã biến thể từ hai chủ nghĩa này. Do đó, quý vị, Serbia và Hungary có thể sẽ là những đối tác quân sự của Nga trong tương lai. Thì tôi nói quý vị rồi. Cuối cùng là gì quý vị? Sự ích kỷ của đám Tây Âu đã dẫn tới hậu quả ngày hôm nay. Họ tập trung sự thịnh vượng ở quốc gia Tây Âu, nhưng họ không san sẻ nhiều sự thịnh vượng qua những quốc gia khác ở Đông Âu, và họ không quan tâm an ninh của những quốc gia đó. Giờ đây họ trả giá. Họ trả giá, họ sẽ bị uy hiếp. Xưa nay tôi đã nói quý vị, Hoa Kỳ tại sao lại được cả thế giới xem là quốc gia lãnh đạo? Bởi vì Hoa Kỳ san sẻ sự thịnh vượng của họ cho tất cả những quốc gia đối tác và đồng minh, kể cả kẻ thù của Hoa Kỳ. Kể cả kẻ thù của Hoa Kỳ vẫn nhận được sự thịnh vượng. Nếu Nga mà không có associate với Hoa Kỳ ở thập niên 90 sau khi có Cộng sản Liên Xô sụp đổ đó quý vị, Nga giờ phút này còn đi ăn mày giống Bắc Hàn đó. Nga cũng đi ăn mày giống Bắc Hàn. Nhờ cái sự associate với Hoa Kỳ, Nga phát triển kinh tế thịnh vượng. Mặc dù bây giờ Putin đi vào chế độ độc tài, nhưng mà ít nhất quý vị, Hoa Kỳ biết san sẻ tất cả những sự thịnh vượng của mình cho những quốc gia khác. Đám Âu Châu ích kỷ hơn. Họ có san sẻ nhưng mà trong cái mức giới hạn vô cùng. Còn đám Cộng sản Trung Quốc hay là Nga thì nó lại coi như khỏi nói. Nó không bao giờ san sẻ sự thịnh vượng cho ai cả. Thì quý vị thấy đám Âu Châu đó, bây giờ họ trả giá. Họ trả giá cho sự ích kỷ. Cuối cùng các quốc gia Đông Âu vẫn đứng về phía Hoa Kỳ. Từ Estonia, Latvia, Lithuania cho tới Ba Lan, họ đều mong quân đội Hoa Kỳ trú đóng trên lãnh thổ của họ. Ngày hôm qua quý vị thấy Ba Lan nói không? Là trong trên 100.000 quân của Hoa Kỳ ở tại Âu Châu, Ba Lan sẵn sàng đón tiếp và sẵn sàng dành tất cả những cái ưu đãi nhất cho thêm 50.000 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng tại Ba Lan. Họ ở Âu Châu, họ không tin tưởng Đức và Pháp mà họ tin tưởng Hoa Kỳ. Là bởi vì sao quý vị? Hoa Kỳ chia sẻ và san sẻ cái sự thịnh vượng và sẵn sàng bảo vệ. Còn đám Đức, Pháp thì nó sẵn sàng quay lưng. Mặc dù đây là đồng minh của họ đó. Ba Lan bây giờ là đồng minh của Pháp và Đức đó. Đồng minh trong Liên Hiệp Âu Châu, đồng minh ở trong khối NATO đó quý vị. Nhưng mà họ không san sẻ cho Ba Lan nhiều. Chính vì vậy cuối cùng quý vị, Hoa Kỳ vẫn chiếm được cái vị trí lãnh đạo thế giới so với Liên Hiệp Âu Châu. 27 quốc gia cộng lại không bằng một Hoa Kỳ. Lý do? Tại vì người ta thấy được sự ích kỷ của Liên Hiệp Âu Châu. Và bây giờ chính họ phải trả giá cho sự ích kỷ của họ. Thật sự quý vị, cuộc chiến mà lan rộng tại Âu Châu nó có ảnh hưởng tới Hoa Kỳ không? Nó chỉ ảnh hưởng một phần kinh tế thôi. Nhưng nó không có ảnh hưởng đến đời sống của người dân Hoa Kỳ. Nhưng mà dân Âu Châu thổ huyết hết. Dân Âu Châu sẽ đối diện với lại một cuộc chiến rất tàn khốc. Do sự yếu kém và ích kỷ của đám Âu Châu. Đám chính trị gia Âu Châu thì đúng hơn. Tôi gọi phải nói là đám chính trị gia của Âu Châu. Họ đã làm cho người dân Âu Châu đối diện với sự nguy hiểm. Bây giờ mới chỉ là nguy hiểm về thiếu an toàn năng lượng. Mai này tới phiên giá cả thực phẩm cao. Rồi tới khi mà Nga bắt đầu dứt được Ukraine, hoặc là họ mở rộng cuộc, chưa dứt được Ukraine, nhưng mà họ mở rộng cuộc chiến qua các quốc gia vùng Baltic và có sự tiếp tay của Serbia ở vùng Balkan, thì quý vị nghĩ là dân Âu Châu còn sống trong an bình, được hưởng cái gọi là không khí trong lành nữa hay không? Câu trả lời là không. Bây giờ họ cứ thúc đẩy những cái chủ nghĩa cánh tả. Âu Châu phải là thở không khí trong lành, toàn cầu phải là giảm đi cái nhiệt độ, vân vân và vân vân. Dạ. Lúc đó bom của Nga nó dội vào rồi đó, lúc đó còn thở được không khí trong lành hay không? Quý vị, đây chính là cái mà tôi nói rằng là
Thế giới cần tái lập một cuộc trật tự là như vậy. Thế giới cần tái lập một cuộc trật tự và Hoa Kỳ đang đi đầu trong vấn đề này. Mặc dù có nhiều thách thức, mặc dù có nhiều khó khăn bởi vì cái 30 năm toàn cầu hóa nó tạo ra một cái vùng màu xám quá dày. Hoa Kỳ xóa không hết được, phải mất thêm thời gian để xóa. Nhưng mà ít nhất người ta thấy được 30 năm qua trật tự thế giới đã bị xáo trộn. Bây giờ đã tới lúc mình phải tái lập lại trật tự. Thì Hoa Kỳ đang đi trong nỗ lực này. Nhưng đáng tiếc là quý vị, đám Âu Châu sẽ trả giá nha. Rồi, chừng nào NATO trả lời đợi nhiều người chết hả? Nếu nó can thiệp sớm thì không có ai chết, mà chứng minh được NATO mạnh, được nhiều người tin tưởng họ và lo sợ hơn. Thì tôi nói quý vị, đám NATO là như vậy. Còn Hoa Kỳ lần khừng là tại vì Hoa Kỳ không dứt khoát, là bởi vì Hoa Kỳ đang có chiến lược chuyển trục về Á Châu. Âu Châu đã không còn nằm trong cái tâm điểm hàng đầu của Hoa Kỳ nữa. Nó không phải là priority. Nó không phải là được ưu tiên. Bây giờ Hoa Kỳ đang ưu tiên cho mặt trận tại Á Châu. Do đó đừng tính Hoa Kỳ vào đống đó. Đám Âu Châu phải tự lo cho họ. Không thể lúc nào cũng lôi Hoa Kỳ vô. Hoa Kỳ không mặn mà với cuộc chiến tại Ukraine và tuyên bố không đưa binh sĩ vào Ukraine. Bởi vì Hoa Kỳ đang tập trung tất cả mọi thứ vào Á Châu Thái Bình Dương. Và chiến lược này nó xảy ra, nó đã diễn ra từ 5 năm nay rồi. Chứ không phải mới đây. Không phải Nga tấn công Ukraine rồi Hoa Kỳ mới lật đật chuyển trục về Á Châu. No. Hoa Kỳ đã chuyển trục về Á Châu 5 năm qua rồi. Chính vì Nga nhìn thấy sự chuyển trục này, cho nên Nga và Nga đọc được cái sự suy yếu của đám Âu Châu. Cho nên Nga mới đưa ra cái chiến lược này. Bởi vì Nga biết rõ Hoa Kỳ sẽ không dính dự nhiều. Nga biết rõ Hoa Kỳ sẽ không dính nhiều vào Âu Châu nữa. Cho nên bây giờ Putin đã bắt đầu đưa ra những cái chiến lược gọi là cứng rắn của ông ta đó. Thì bây giờ tôi nói thật với quý vị, cái quốc gia mà chống Nga nhiều nhất bởi vì họ bị ảnh hưởng là Anh Quốc. Anh Quốc không nằm trong Liên hiệp Âu Châu, Anh Quốc nằm trong NATO nhưng không nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Thì Anh Quốc là cái quốc gia gọi là dẫn đầu trong cái phong trào chống lại cái sự tham vọng của Putin. Chứ không phải Hoa Kỳ. Anh Quốc, ông Boris Johnson mới là kẻ dẫn đầu trong cuộc đối đầu với Nga. Chứ không phải Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ là đồng minh của Anh mà thôi. Và Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu. Do đó Hoa Kỳ không xen nhiều vào chuyện của Âu Châu nữa. Cho nên Hoa Kỳ có lý do không đưa quân vào Ukraine. Nhưng ngược lại, đám Âu Châu, đám NATO, an ninh quốc phòng của họ và an ninh về xã hội của họ, mà họ không đưa quân vào thì họ ráng họ chịu. Cái này là do họ chọn thôi quý vị nha. Ok, tiếp tục. Wow. Ba Lan, Lithuania, Latvia và lo số phó. Ok, Hungary thì quỳ gối trước Putin rồi. Dạ. Giờ phút này thì tôi nói quý vị, lúc mà ông Trump ông phản đối cái thái độ nhu nhược của NATO, ông còn có ý định rời khỏi NATO, là ông tính là sẽ đi một cái chiến lược gọi là đối thoại song phương về quân sự. Tức là chọn những quốc gia trong phía đông của Âu Châu trở thành đối tác đồng minh của Hoa Kỳ, thay vì phải là lệ thuộc vào NATO. Nhưng đáng tiếc là cái dự án đó chưa xong. Tại vì lúc đó Ba Lan đề nghị chi 2 tỷ Mỹ Kim để cho quân đội Hoa Kỳ trú đóng trên lãnh thổ Ba Lan. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Các quốc gia ở khu vực phía đông của Âu Châu, họ đứng về phía Hoa Kỳ nhiều hơn. Tại vì họ là những quốc gia nạn nhân của Cộng sản, nạn nhân của sự độc tài. Họ hiểu rõ những cái chính phủ độc tài nó như thế nào. Còn đám Tây Âu xưa nay đâu có sống trong độc tài đâu, sướng quá mà. Nhất là Pháp từ thời Napoleon tới bây giờ, hay là Đức từ thời Hitler tới bây giờ. Họ đâu có sống trong sự độc tài đâu. Họ sướng quá mà, họ đâu có hiểu được cái sự đe dọa của những cái chế độ độc tài như thế nào. Cho nên họ sẵn sàng thỏa hiệp. Còn các quốc gia ở dọc theo cái phía đông của Âu Châu, họ không thỏa hiệp. Là bởi vì họ biết rõ cái sự tàn ác của chế độ độc tài đó như thế nào. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào và cảm ơn sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người. Chúng ta gặp lại sau.